Ngọc Châu quyết tâm đạt top 3 Hoa hậu Hoàng Vũ, điểm độc lạ của trang phục dân tộc Chiếu Cà Mau. Đại diện Việt Nam cho biết mục tiêu của mình là top 3 Miss Universe 2022. Ngoài rèn luyện các kỹ năng cần thiết, Ngọc Châu cũng đồng hành với quỹ cộng đồng Nâng Bước Ước Mơ để giúp hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước. Ngày 20 tháng 12, đơn vị nắm bản quyền công bố Ngọc Châu sẽ là đại diện chính thức của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàng Vũ 2022 diễn ra tại Mỹ. Trong hành trình đến với Miss Universe, Hoa hậu Ngọc Châu ngày càng hoàn thiện về nhan sắc, kỹ năng, phong cách, trở nên xinh đẹp, tự tin và bản lĩnh hơn. Nói về bản thân trước thềm chinh chiến Miss Universe, Ngọc Châu cho biết Châu đã sẵn sàng 100% để đến nước Mỹ và đang rất hào hứng với mong ước được chinh phục giấc mơ Hoàng Vũ của mình. Ở thời điểm hiện tại, Châu rất hạnh phúc và tự hào khi chính thức nhận xét đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Sau quá trình được huấn luyện khắc nghiệt và trang bị các kỹ năng đặc biệt, Châu cảm thấy tự tin, quyết tâm và sẽ nỗ lực hết mình với mục tiêu xác lập được thành tích cao hơn cho Việt Nam. Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt ở Miss Universe 2022, Châu chọn cách giữ ổn định năng lượng, duy trì phong độ, luôn nhớ tiến về phía trước và cần thể hiện trọn vẹn tốt nhất giá trị của bản thân. Một Ngọc Châu từng đương đầu với nhiều thử thách, giờ đây khắc nghiệt càng nhiều càng khiến Ngọc Châu quyết tâm nhiều hơn nữa. Bên cạnh quá trình chuẩn bị cho Miss Universe, Ngọc Châu còn tích cực tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, các hoạt động cộng đồng, xã hội. Cô cũng là đại sứ quỹ cộng đồng Nâng Bước Tuổi Thơ với lịch trình đồng hành liên tục và mang tính lâu dài. Đây là dự án được Ngọc Châu đặt nhiều tâm huyết vì cô mong muốn bản thân có thể đóng góp nhiều hơn để giúp đỡ những người kém may mắn. Cô tâm sự, khi quyết định thực hiện hay tham gia một dự án nào đó, Châu phải cân nhắc rất nhiều về giá trị đóng góp của mình cho từng dự án. Châu mong muốn giúp đỡ trẻ em có cơ hội tiếp nhận giáo dục, có cuộc sống khỏe mạnh và tốt hơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, những người mẹ đơn thân gặp khó khăn trong cuộc sống cũng là người Châu mong bản thân có thể hỗ trợ họ vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh cuộc sống ở tương lai. Chiếu Cà Mau là tác phẩm xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi trang phục dân tộc National Costume của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022, thể hiện được tinh thần, ý nghĩa cùng nét đặc trưng độc đáo của văn hóa, đời sống và con người Việt Nam. Đây là một sáng tạo của nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt. Trước đó, tại cuộc thi, Chiếu Cà Mau nhận được nhiều lời khen ngợi của giới mộ điệu, truyền thông, khán giả bởi thiết kế tối giản nhưng tạo được ấn tượng và sự độc đáo, khác biệt. Trang phục được lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa và con người làng nghề dệt Chiếu Cà Mau, một làng nghề thủ công lâu đời nằm ở cực nam của Tổ quốc. Chiếu Cà Mau được làm hoàn toàn từ lát, một chất liệu tự nhiên thân thiện với môi trường. Lát là một loại cây dại mọc tự nhiên được các nghệ nhân lành nghề phơi khô, nhuộm màu bằng cây giang và tỉ mỉ đan dệt thành những tấm chiếu mới tinh xảo và đẹp mắt. Để phù hợp với vóc dáng Ngọc Châu cũng như tạo sự nổi bật hơn cho trang phục, nhà thiết kế đã cùng ekip tiến hành chỉnh sửa, thiết kế thêm nhiều chi tiết so với bản gốc trước đó. Theo đó, Chiếu Cà Mau được sử dụng phương pháp in nhiệt, tạo ra pattern chiếu, đính kết tỉ mỉ và tinh xảo những họa tiết đặc sắc, sử dụng kỹ thuật may rã rập bọc viền, dựng 3D tạo ra những đường nếp mềm mại tuôn lên đường cong cơ thể người mặc. Phần cánh có những xếp nếp tạo khối 3D được lộng kẽm chắc chắn, độ xòe layer các màu được xử lý rõ nét hơn. Ngoài ra, phần cánh được dựng như một chiếc quạt đan xòe, hàm ý đủ đầy, sung túc và thịnh vượng. Những bó lát được nhuộm màu rực rỡ trên phần cánh đều mang một thông điệp riêng. Màu đỏ mang đến sự may mắn và hạnh phúc, chứa đựng đam mê, nhiệt huyết. Màu vàng mang đến sự tỏa sáng, niềm hy vọng và lạc quan. Màu xanh tượng trưng sự sinh trôi, phát triển, còn màu tím lại mang lại sức mạnh của trí tuệ và sự sáng tạo.